hết tới đẹp không? Đẹp. Rồi về sơn lại là để rồi, bàn. Dạ, để bàn cúng tiên. Dạ, để bàn chua dạ. Mỏ rồi. Dạ. Là cái bàn này nè. Cái thầy để như vậy thầy ngủ được á, nó được. Được, bây giờ hết đâu, còn kia không có quỳ được lâu á. Để về cái dạ. Lại dạ. Xong rồi nhắc cái ghế ngồi tụng. Dạ. Nếu mà thầy ngồi được thì đỡ khổ cho thầy. Dạ. Yeah. Thầy giờ mà thầy quỳ xuống mệt lắm. Đó là tôi đi lộn, mình nghĩ nguyên cái bàn thờ, nguyên cái giải bàn thờ thì bà lượng cũng không mà không ra. Nhiều khi mình suy nghĩ thì đúng rồi, anh mày anh xin. Cái bàn này hỏi không đẹp thì bà đi dục tôi lượng nè. Cái bàn này cũng đẹp. Đẹp thấy không đó, về rửa lại tờ lấy xà bông rồi. Rồi cái bàn này cũng vậy nè. Cái bàn này để cái tủ này đựng bao nhiêu thứ luôn rồi thấy không? Được, 5-6 học luôn. Nó vừa y cái chỗ đó. Cái đó này đúng khuôn đúng chỗ. Rồi cái tủ là tính không rinh rồi. Mà ráng rinh gần chết rồi biết bỏ đâu. Thôi suy nghĩ rồi thôi. Để đây đặng để dép nè. Ai tới mở dép bỏ vô. Chứ cái tủ đẹp chứ bộ. À, tủ này tự nhiên đi mua mấy trăm bạc ha, nếu mà mua đồ mới. Bởi vì mình trời ơi, lên gần nặng gần chết rồi về rồi ráng mà rửa rồi sơn mấy cái bàn kia sơn cho nó một màu. Cái đó mình cứ thả tiền kia bóng về ông nước nó đi lượm không đó. Trời ơi, cũng nhiều cái bên đây họ bỏ cho cái sang đó, tất cả nguyên giải này lượm nguyên nhà tôi về chưa lượm muốn hết rồi. Cũng vui. Bây giờ tại sao tôi có việc làm hoài không có nghỉ. Việc làm hoài không có nghỉ là vậy đó. Chuẩn bị tới mùa vụ rồi. Chuẩn bị tới mùa vụ rồi bà con ơi. Đó. Bữa nay trời nó ấm ấm rồi nè. Sáng về dọn xong được cái bàn thờ tụi nó sạch sẽ mừng gì đâu. Mỗi lần dọn bàn thờ nó phải kỹ lưỡng sạch sẽ. Cái thấy khỏe tới. Mặt tối đen à. Tối đen sao cho tới sáng là cũng sáng nổi nha. Chào hết quý vị nghe. Bữa nay ngồi trước hàng ba này nó hơi tối nha. Đó. Sáng rồi. Ngồi cái chiều này bắt đầu đi rồi cỏ. Rồi chưa? Chào hết trơn mọi người nghe. Bữa nay ở trước hàng ba nè, bữa nay mát lại rồi nè. Mới ngồi trước hàng ba nè.
Thấy vui không? Quý vị thấy thầy Tài lúc này vui không? Sống đơn giản, sống thanh bằng, thủ đạo, nhưng mà nó vui dạt dào. Một cái sức khỏe nó kỳ quá, tâm hồn nó vui vẻ, nó không có lo nghĩ mà sức khỏe nó cả trên. Đâu Mỹ là báo mấy tháng nữa hết dịch em đó. Còn nó 3 tháng nữa hết dịch bệnh luôn á. Cũng cầu mong cái đời chút tốt. Ơn quá. Nó làm điều đứng hết trơn hết trời. Ôi đau hết rồi mấy ông. Nè các bà con thấy không? Tôi mới gói bánh ngày hôm qua nè. Bây giờ càng gói bắt đầu khéo rồi thấy chưa? Là bốn góc nó vuông rồi nè thấy không? Gói riết cái thành là nó quen rồi. Gói riết nó quen rồi quý vị ơi. Gói riết cái là bây giờ tối nè. Thấy không? Bốn góc nó vuông rồi. Thấy không? Vuông góc rồi thấy không? Đó. Cái riết kìa. Cột nó cũng đều thấy không? Thấy chưa? Thấy Tài Tài giỏi không? Bây giờ cái đòn hôm qua làm 5 chén liếp, 5 chén liếp, 2 lon đậu, 2 lon nữa, 1 lon nước cốt dừa, 1 túi dừa sát, mấy trái chuối mà ra được 10 đòn. Thì 5 chén liếp hơi dung dung nha. Ông đâu hết trơn rồi. Rồi mê sửa nhà hả bệnh? Nhìn đi qua cọc. Sửa nhà. Về chưa bóng? Về chưa? Sao mấy ông gặp mà cứ là tiền. Khổ khổ quá cái tiền. Tiền. Khổ quá, gặp cái tiền. Quỷ cũng lạnh đó. Bây giờ tại vì tôi biết là tiền thuế là nợ nặng lắm á, tiền chậm. Con ngàn mấy community thôi. Nữa. Có ngàn mấy thôi, community 14.000. Bao nhiêu? 14.000. Cái cơm Community Association 14.000. Thế hả? Anh ngồi đó đi, tôi ngồi đây. 14.000. Còn tới ngàn mấy nữa là 16.000 mấy. Cái này nữa là đi thuê lại. Nhắc tiền. Trả lại. Nhắc tiền. Ở cái này đây hả? Ừ. Bây giờ mày, thầy qua thầy nói mày mua cái máy cày cho thầy chưa? Không mua được không? Lô hôm nay còn không có, tôi phải xuống ngay chỗ bán máy cày. Thế hả? Có cái thẻ mua. Anh chưa cưng cái thẻ? Ừ. Thằng chú tôi mua rồi trả tiền. Tại vì nếu mà, tại vì thầy bảo mua cái đó đi, đợi cho cưng á. Ờ thì biết rồi nhưng mà thì mua cái đó đi lấy thẻ cưng, anh trả tiền chắc tôi cưng. Ok rồi. Nghe. Nó không make sense ở chỗ là cái giá thị trường bây giờ Texas mình nó đã 18.000 mấy rồi. Mà nó giảm có 2.000. Không biết là lý do nó thách khe cái đó rồi hay sao không biết. Thôi, nó trả lại 12 rồi. Thôi chưa. Không có tiền không đi. Ngủ ghê. Thì có khi anh coi là có khi không có, nếu anh coi có khi anh gọi anh điêu gì tôi gọi điêu anh điêu gặp nhau là cứ tiền đó là nó là mạch, nó là mạch máu đời sống là tiền quá trời đục tới tiền không rồi.
Dạ. Thầy thấy không? Thầy đi tu rồi mà thầy còn thấy là không có tiền là chặt lắm ạ, cũng không được nữa. Tiền nó, tiền nó khổ lắm thầy biết không? Tới giàu giàu đến trưa kia đại cấp trời bùng một nữa thầy mới biết là tần sát bùng một nữa rồi. Ai đổ đâu xong vô ly bông đổ hoài không bác? Chưa mà đổ là vô liền chứ nhập, tại nhập, thầy nhập. La thầy không la cái vô rồi. Đổ ngoài bác câu rồi đi rửa. Không có làm sao ra ngoài được trà. Trà người ta quý vậy mà. Đủ rồi. Đủ rồi, có bốn người bốn ly rồi ông còn rót chi nữa trời. Còn lấy cho mình xỉ. Ngày nào tôi cũng được. Dạ thôi xin lỗi thầy. Mai mốt con sắm cho thầy một bà ở đây chuyên rửa ly. Trời ơi, đừng sắm đâu. Trời ơi. Đại gia nó cái dòng sắm mới được. Quỳ xuống đây lục con cha chết mẹ nó kìa nhìn nữa. Đời mới sắm nữa. Anh chưa thấy đó, con vợ bắt thằng chồng rồi nằm xuống anh nằm đó. Anh chưa biết đâu. Sao đừng có nói đừng nói với sắm đấy, mắc cỡ rửa ly nghe nó ớn quá. Dạ. Nghe bà nó sắm rồi nó rửa ly cho nó uống trà. Đây nè, ông coi nè, tôi càng có bánh tôi càng ngày tôi càng có đẹp không? Vâng. Nó vâng. nó phù rồi thấy không? Vậy nó đúng bánh rồi bà thấy không? Mà thầy đang nói đó là kỹ thuật hay tiền? Kỹ thuật đó ông có kỹ thuật đi chứ cái này nó chưa có cái giống càng nữa thấy nó bóng góc nó vuông nè thấy không dạ càng nhưng mà bây giờ bữa nay á là bữa nay đảm bảo chú lớn rồi bây giờ ăn cái chú này thử cho nhưng mà chú này nó không ngon không chú ăn này... cái đó thử ăn cái đó thì chưa thử phải thêm cái này vô thì không, mới so giờ, sánh được ông ba có cái loại mà không nhân nè không nhân ạ mặn mặn cái hai anh cái loại công nhân anh chán chết cha đã chán rồi thôi đâu anh sống với anh đi rồi mới thấy cái này nó không nhân cũng vậy vậy thôi thế hả ừ tại mai ngày mà thầy ông thầy tâm chỉnh ông cứ ông gọi ông ghẹo hoài ông nói cái này thấy không nó khô chú này nó khô ông nói nghe nó có bánh ngon lắm ông đang cúng ở trên tấn nga đây là ngày mai con rin này hả có em chuối đâu ha ông mua chuối để từ từ cái chuối thế hả không tính ha không mình tính ha không thích ăn chuối mới ăn cơm bữa thì sao không thích ăn thì biết rồi qua đó rồi nhưng mà giờ ông tính ha giá vậy giá xong rồi giá chín em ăn được rồi ngày mai ông ghé thôi chạy cũng tình nghĩa gói qua ngồi gói chút nè bây giờ tôi gói lẹ lắm ông ơi 2 tiếng đồng hồ không còn như xưa nữa càng ngày nó càng chơi cái đinh rồ rồi đẹp thấy không mà đẹp không bữa nào thầy là professional bữa nào đó. Cái này khác cái này là nhân đậu có nhân đậu xanh nhân đậu dừa không cái này bộ hay là hấp dẫn à thấy cái bộ thấy cái màu cái bộ thấy có sắc dừa hơn professional hơn là cái chuối không cái này hay hả cái này hay hơn à ủa gì hết là ngọt ngay vậy nghe không cái chuối không bằng đâu cái này sắc dừa đó sắc dừa tôi làm chô ăn dừa giấy sống lâu mà rồi gói lá thiệt đẹp không mình cứ sống về chính mình đi thấy cái gì bây giờ tôi chưa rút kinh nghiệm mà tôi gói lẹ lắm à tôi gói bây giờ nói phải nói cho nó rõ ràng bởi ông đang cứ có tạt cái tờ bực mình như nè ông phải hỏi cái chỗ hợp đồng ông hỏi cái nó lấy bánh này không bữa nào rồi gói kỹ ông đem ra cho nó ăn thử phải không đó đạt chứ đừng có tới rồi đem ra rồi đấy là mình chuẩn bị tới từng gói thấy không trời ngon chúa không ạ ông đang thử miếng này coi trước coi không thử không thử miếng này nè cái loại này thử cái điều bên này ông không chịu thầy ông người Bắc ông không chịu. Ông thử cái này đi ông mới thấy cái chuối nó không bằng cái này đâu tôi biết mà trời cái chuối ngọt cái này mà không nhân cái gì đó có cái gì không nhân cái gì đó cái này ông muốn không thì không có đâu anh đâu mà còn đây lạ quá ông chơi cái ông chơi nghe cái này là sao dừa không nhân được dừa hay không không anh thử cái này đi anh mới thấy cái chuối là nó khác cái chuối bởi vì cái chuối nhờ ngọt nhờ cái chuối còn cái này ngọt nhờ gia vị đường sơn nè cái này sơn nhưng mà nó theo em bên Việt Nam mình á sơn tới dừa nó kẹo luôn thành mất luôn mà dừa này nó không khô đó. Sơn ghê là dữ lắm rồi thử cái này coi này nó đập để bao nhiêu đồng để con quảng cáo được kia mà tiệm neo bao nhiêu một đồng không con đòn về bán sỉ thì 10 đồng bán lẻ thì 10 đồng bán sỉ thì nếu mà ông mua về bán lợi á nhưng mà bán lợi thì mua dùm không ví dụ ông yên nó ngoài chợ đó thì mình bán nó 15 đồng một cặp nó bán nó có lợi 5 đồng còn gì nữa ý nó chịu bởi ông đang phải đi chào hàng
Tượng đàn chứ ông đòn thì nghĩ nó bự chứ đâu phải nhỏ đâu. Ông đòn thì nào nghĩ coi nó vậy đâu phải nhỏ đâu, phải không? Thì vậy vậy thầy trả ông 300 ngàn chạy đi chợ hàng cho thầy. Bán phải được bao nhiêu mới được chứ 300 lỡ bán được có 150 để mẹ ông lỗ. Nhưng mà cái con đó đổ của ông đang. Nhưng mà có kiểu này á thì ông Thủy với ông đang ăn ngon mà tôi với ba chưa ngon. Ê, vậy là ngon rồi thầy. Bởi vì á, một số người miền ngoài xin lỗi ông bác phân biệt, họ đề nghị là bớt béo lên một chút. Bớt béo lên luôn. Ông thấy vậy là được rồi. Vậy hả? Ông vậy là tôi đã bớt béo rồi nè. Con ăn này tự nhiên thơm mùi nhang. Cái đó mùi lum rồi. Cái đó cũng đang ơi. Dạ, thơm mùi nhang. Không thơm mùi dừa. Đồng ăn chuối ơi. Vậy thì ngày mai á, nghĩ gì thôi ngẩn nói. Chiều mà rảnh giờ nào tôi lại nói cho ông nghe cái nhang á là nhang, nhang cộng bự thôi, nhang cộng mỏng nữa. Nhang là nhang của chùa. Không, chùa thì biết rồi, nhưng mà nhang bự á thì ông ăn hoài. Còn nhang mỏng ăn con lần. Không tới ăn lần nữa được. Không biết cô Bích có gọi gì mà có đang coi live stream sao có gọi đó. Muốn đưa sầu riêng qua vậy? Không có cô Bích. Ủa? Bích ra đây nè. Cô Bích đang coi live stream sao có gọi không? Cháu ăn nữa đi, mày ăn nữa đi, mày ăn được cái đó ăn ngon lắm. Ăn ngon hả? Chúng ra. Không. Không ăn này là ông ăn cái chuối, ông sẽ thấy cái chuối nó dở. Cái ngọt của chuối nó không có đủ ngọt. Thầy có cái mà không nhanh đó, là anh không nhanh được coi. Không, chứ anh biết kỳ cục quá. Không. Sẵn rồi. Không pha gia vị sẵn rồi, nó mặn mặn nó béo béo rồi. Nhưng mà nó mất tiêu tôi rồi. Rồi. Anh đưa giùm tôi coi anh Đăng. Nếu mà nó thấy kèm mấy kia hết mà nó trả tôi hàng mấy, tao lại mày lấy giùm tao. Tí nữa tôi gọi liền. Hello. Tôi gọi. Nó mất tiêu. Tôi gọi liền. Dạ. Nếu mà nó thấy kèm mấy kia giùm tôi á. Thấy cả hết tất cả. Tại ở sát mình nó ghi là 18 ngàn mấy lần xong mày đưa tao có 2 ngàn. Hỏi nó coi. Tao có ở sát mình đó. Với ở sát mình nó ghi là 18 ngàn mấy lần. Chuối này tôi ăn cũng được nhưng mà nó quá mà mềm thôi. Cái chuối á, dạ. Nhìn nó là đỏ, đỏ thấy. Đó, nó đỏ thôi. Nó chín thì nó đỏ. Anh nấu nó chín nhưng mà nó không ngọt. Chưa đủ chín để ngọt. Chuối này chuối quạ, nó giống như chuối táo quạ Việt Nam á. Chuối mà nó bán ngoài chợ lại cho mấy người Mỹ á. Anh thấy cái này khác cái kia không? Đó. Tại cái này chín nó là thầy nấu nó chín, rồi nó đỏ. Lỡ là cho ông Thiệm ăn luôn chứ, rồi. Chứ còn nó... Nhưng mà giờ ông là ông mở đi rồi hồi về ông ăn cơm với tôi rồi tôi làm bên đây. Ăn cơm nữa. Ừ, anh nấu rồi. Chứ nếu mà chuối nó chín rồi nó anh đi nấu đi làm bánh thì nó ngọt ngọt liệm luôn. Còn cái này nó ngọt do nấu nó chín ngọt chứ không phải là nó ngọt cái chuối. Đó anh ăn thấy nó khá liền thấy không? Không đã bằng đâu. Bằng ba ông tiểu này. Không cái nào cái này hả? Chứ chuối chứ còn cái này cũng ngon chứ ông nhai hồn sẽ thấy giống như nhai gạo lứt muối mè đó. Nhưng mà cái nếp này là tôi không ngâm nè. Đó thử ra nó có ý nó sao nữa nè. Đó cái này cứng hơn này ơi. Cái này nó không có béo. Hả? Cái này không có béo. Thì đã tôi đã làm rồi. Ông giảm béo đó chứ. Ông giảm béo đó chứ đúng rồi. Anh em béo béo mặn mặn là số 1. Anh ông ăn giống như ăn gạo lứt muối mè vậy đó. Anh nhai càng thấy béo, càng nhai càng thấy ngọt. Mỗi người. Không bởi vì mấy gì miền Trung thì họ không thích ăn béo. Cái ông ở trong Nam lâu rồi phải rồi. Đó, nhai. Để coi, nhai bà nói tôi bắt tiếng kìa. Nhưng mà nhai ăn thì nó ngọt. Đúng. Nó mặn mặn nè, mặn mặn béo béo rồi số 1. Mặn không mà béo béo không? Hả? Nó có cái đầu này, béo béo nữa. Ngon hơn cái chuối nó nhiều. Cái này chưa ăn cái trâu chùa. Cái chuối này không nên mua, bỏ đi ơi. Cái chuối này nó cứng. Đó, nó chừng. Nó mềm như chuối chín á. Tại chuối này không chín. Mà anh nấu rồi thì nó chín nó đỏ chứ không phải là do trái chuối chín mà đỏ. Khác là này. Nên cái này nó mà con người này hay. Nó chừng chừng. Mà ăn vậy? Không nhưng mà bữa trước thử rồi. Bạn nó chưa đủ chín rồi anh nấu nó thì nó anh ép nó phải đỏ. Một cái trái chuối chín đỏ. Mà trái này nó vậy á, tao chưa giống như tôi tao quạ vậy chứ mẹ Mỹ nó bán trái vậy hòn làm nhau. Trời ơi chú đó mà nấu ăn trái nó bán rồi hả? Hả? Plantation rồi. Đúng rồi. Ôi thế vậy không ngon. Chuối cái chứa mình nó ngon này. Chuối cái chứa chứa. Chuối xiên á. Chuối xào á mà nấu là. Chuối xiên cũng được nữa.
để trứng nhỏ 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 này. Ủa, cái gì là số 1 không? Chua, phải chua. Không có chua. Chua. Bây giờ cái gì cũng chê, chứ thử hỏi hồi xưa tôi chưa biết gói gói khúc thì cũng ngon nữa. Giờ gói. Cái này để cải tiến này. Không phải là xếp hạng đó là cái này number 1 nè. Đây number 2 nè, cái number 3 nè. Vậy là cái món này bỏ cái thân hả? Dạ. Ngon hơn cái này thấy không? Mới chế biến mua dừa rồi xào á. Trời ơi, đây ai ta cũng khen ngon mà. Vậy là chịu ăn dừa vậy đó hả? Ừ. Ồ, vậy tôi tưởng đâu vậy, có vậy con mình tôi ăn ai cũng khen ngon. Ngon hơn bánh chuối thì nhiều hơn. Anh về để chút cái anh cơm. Không sao ăn nổi nữa, ba phanh nữa. Được không ba? Thôi, chút xíu nữa ăn cây qua. Ông ba thì ăn cơm, ông thủy mới ăn cơm mới làm nổi. Bây giờ quyết định là chiều làm bên đây buổi á. Bà ơi, tư đi. Uh-huh. Để làm cho nó trong đó. Thứ tư làm nguyên ngày luôn á, là thứ tư tôi không có giảng. Thứ tư, thứ năm gì thôi cũng được, bữa nay tôi dọn dẹp nhà bữa nữa. Tôi làm, xong tôi dọn hoài cũng chứ, bây giờ mấy cái kẹt cửa biết làm sao mà chù bởi ông. Ông năm mới. Hoài hết vậy. Hồi nãy nó ba cứ dọn hết, cái nào ông cứ gỡ hết, dọn hết, chùa hết. Tìm clean tới cái nhà nó sạch sẽ, bắt đầu mình nó làm mới đã. Ờ, chứ còn chứ vướng víu khó chịu lắm. Còn ở ngoài tôi còn hai cái phòng ở ngoài thôi. Ra tới hành lang ngoài rồi. À, giá như mà thế gian này mà trời ngày nào cũng vậy không đã biết bao nhiêu ha. Nghĩa là sao? Mát dịu dịu, đừng nóng mà đừng lạnh. Trời, đã vô thường rồi. Trời ơi, ông nói cái kiểu này á, ông biểu là biển ơi đừng có sống. Tức là thầy nói là tôi đừng bao giờ già. Lạnh thầy biểu ơi, biển ơi đừng có sống á biển. Sao mà ngày nào cũng vậy, trời ơi, lạ ơi là lạ. À, ông biểu biển đừng có sống. Ở tốt điện thì sáng nó tắt điện liền. Thôi, bắt đầu đẹp rồi thầy. Bắt đầu tuần này đẹp rồi. Đẹp không đẹp, tôi không đẹp. Hết, hết. Sam sinh rồi thầy. Không đẹp. Nó lạnh lắm bất thường, nó có mấy cái mập thì khó chịu lắm. Trời, chính là người ta bảo cái miền này bị bão tố dữ lắm hả thầy? Chứ mà về là hết rồi đó. Nó bị vừa lạnh ngày hôm qua đó. Dạ. Có vậy thôi đó thầy, hết rồi đó. Dạ. Mà, tháng 2 là hết rồi thầy. Qua tháng 3 vô mùa xuân rồi. Mùa xuân rồi, sang xuân rồi thầy. Thầy mà, tươi. Mà tôi làm nhà kia dưới nhà kia 2, cái nhà kia 2 triệu. Thế kìa hả? Nhà nó vô sơn phết để cho nó bán. Sơn mất cửa là có ghi danh đi, tôi ghi danh. 2 triệu không? Cái nhà 2 triệu. Nhà 2 triệu cho bước tháng nhiêu. Thầy bỏ ốc kho 2 triệu 50 ngàn đi. Thầy dành mới được. Ngay cái bờ hồ luôn. Chọc chơi vậy. Đó. Nhưng mà 2 triệu cho bước tháng nhiêu. Cái đó 2 triệu 50 ngàn đi mới được. Chứ là 2 triệu người ta bán cho thầy ăn gan. Thầy biết nó mướn 1 tuần bao nhiêu. Nếu mà ngay cái season của nó tháng 5 tháng 6 á. Ôi cái nhà đó cho mướn hả? Ừ, ven tôm hả? Tháng 5 nó cháu là 10 mấy ngàn á, nó tới 8 phòng, 10 phòng luôn á. Cái bếp nó nằm trên lầu mà. 10 phòng luôn. Thôi, nó chỉ ngẫm đi ngẫm lại, nhìn lên thì cái nhà tôi không bằng ai đó. Mà nhìn xuống nhà tôi vậy mà lý tưởng nha. Nhà hơn nhà con. Ủa hơn nhà ông hả? Ừ. Hơn lý tưởng á. Bây giờ nói ngay á, bây giờ vậy nè. Bây giờ thứ nhất là phải dùng cái máy cài giải quyết cho nó xong. Bởi vì khi nóng quá lắm, nóng quá cài không có nổi. Tại vì tôi biết cái cơ từ cơ địa của tôi. Ví dụ như cái mồ hôi á, mà nó ra không cầm được là nó đuối lắm. Thà nó lạnh vậy nè, là làm hồi mệt nó ra mồ hôi. Vì đã cái đằng này là khi mà nó ra mồ hôi là cầm không có được. Nó đuối lắm nên phải lúc này nè. Còn cái lúc mà nóng quá đó, đằng này thì cái nước mà ngồi vỗ cỏ hay là ngồi lạc giặt vô. Chứ mà có chỗ bán mới cài. Đường Mang Tây Highway. Bán mấy cái trời đó, ra trời đó. Không, tại thưởng, tại vì thầy nói là mày credit này mày mua nó bớt cho mày cái gì tao không biết. Chứ còn không à, không phải, không phải. Cái đó là mua bộ vật liệu xây dựng thôi. Chứ có máy cày đâu phải vật liệu xây dựng thầy ơi. Vậy là ông đang mua, vậy là không có không tưởng nó hôm đề bô với lô thì mấy ông thầu vậy nè. Có để mua cho mà có điểm. Dạ, nó điểm cho mày. Không cho mua lo nó có cái tao giờ hết bán cái đó rồi. Nó hết bán rồi. Nó bán đồng mấy cắt. Nhưng mà cái này có. Để thì ông mua đi. Nhưng mà bây giờ vậy nè. Thầy cái đưa bóp ông chị ổng có tiền rồi. Tôi trồng từ cái khúc mà không rạo đây là đã đủ rồi. Khúc từ trong không bao giờ làm nổi.
thật sự là không nổi. Thứ nhất cái tay rồi bây giờ không thể mà mằng mà ghi cái rễ cỏ nổi. Ông thầy thầy cày lên chứ. Đâu để tôi kể ông nghe, tôi nói cái cỏ này nó kỳ lắm. Ông cày rồi mới biết. Ông đâu có là ông làm thợ chứ đâu có làm nông đâu mà biết cái nghề nông. Không làm rồi. Cái thứ hai nữa đó là cái cỏ đó đó nó bông dữ dằn lắm, nó rụng xuống nó tới lên chứ không chịu nổi. Bây giờ chỉ cái khu ở trong đó đó chỉ có cách là bây giờ phải xịt thuốc cỏ 2 năm. Xịt cho nó chết 2 năm tôi mới trồng lại được. Bây giờ nổi bao nhiêu ngoài này nè. Là trồng má nhìn không ra rồi. Là trồng đừ luôn rồi. Thì bây giờ á trồng từ cái khúc mà cái hàng rào cũ á chứ ông nhớ không? Hàng rào cũ cho tới hàng rào mới này đã là nhiêu đó không biết là khoảng 200 cây ớt rồi. Có muốn người trồng phụ không? Năm rồi 200 cây ớt là kiếm 2.000 đô rồi. Khúc sau là cho hết đó thấy không? Rồi bây giờ còn về ở đây tôi trồng khổ qua làm vàng làm kia năm nay là kiếm 5-6 ngàn đô như chơi. Đó rồi luôn có mặt tiền trước nữa. Tại năm rồi mình trồng nhưng mà tôi chưa ngã ngủ gì đâu dám nào bậy bạ rồi bả về bả đó. Lúc muốn anh cho nó mướn rồi nói đó. Anh nói chứ, anh bảo cái kho là một cái đất là hai không được đụng tới. Mày chỉ trong cái nhà thôi. 800. Rồi cho mướn rê trời ơi. Nó nói 12 đưa lại nè. Cái con Mỹ con mẹ đó. Thì anh như bảo vậy đấy. Thì mày tôi đâu có nói được nữa đâu, tôi chỉ nói tới đó mà nó nói bên này nó tới để nó nói chuyện với anh. Tôi chạy về. Ủa rồi tôi đang làm tới bây giờ bên đây ông không ráng ông kiếm cho thêm. Vâng, thì con mẹ lên trường thầy. Lên trường có nói mà hơn nữa con để trên bảng trên Phở Đà Lạt luôn cho thầy. Con để là kiểu mướn một người thôi. Đó. Để đi kệ á. Thầy cho mướn một phòng vậy thì là 400, còn cho mướn một giường thì nhiêu thầy? Ủa, có người ta không có tiền mướn phòng sao để cái gì không chơi thiệt á, không phải người ta chỉ cần có cái giường để ngủ thôi, người ta không có mà. Đó Việt Nam ấy lập cái giường sao đừng nói thầy, mày biết không ơi, nó chỉ còn mấy cái ghế bố á. Thầy ơi đừng nói thiệt chứ đời sống này nó thiệt vậy đó, ghế bố nó cần cái gì bây giờ nè, giờ thống nhất thiệt, bây giờ nó không có thiệt thống nhất là bây giờ nên cho mướn hết 2 phòng luôn hay là 1 phòng thôi, cho 3 ông thử ý kiến chung tôi nghe. Cái nào có 1 phòng thôi, cái lầu vẫn để đó. Vâng, lầu để đó cho thầy, cái đó cái sách của thầy. Thì bây giờ cái thác đó thì xăng lên trên là nói rồi đó, xăng năm mình ráng làm sao mà ông nói mà không có cách đội cái máy đó lên thôi à. Đó con đâu cần đội máy mà con cần cái rộng ngay chứ, con đâu cần đội máy làm thì gì không phải đội làm rộng ra cho đội máy phía bên đây là đội lên chứ đội lên đưa cái máy lên thì được. Tức là đội lên cũng bây giờ con thì cần con bây giờ hết ra thầy làm đã là ta có cách ta đưa máy lên đâu hiểu thì giống nhau ông sao ông thắc mắc ông chứ đồng nghĩa với cái chuyện đưa hay mở rộng kiểu gì cái máy nó cũng phải nằm trên chứ nằm giữa chừng vậy sao anh ở được. Đây là cắt cái máy cho nó gọn đưa lên trên thì cũng là đội lên hay nâng lên cũng giống. Con chỉ tỉnh lên thầy lên đó tịnh tâm tịnh không là nơi trước đây biết nhà thầy nằm đây không à. Tao tính nhà thầy như vậy nhất không, mà nếu mà thầy nằm cái phòng á thì con tính khác rồi, tại cái này là con design nó mà yeah. Đó thầy nói là cái thất của thầy thôi, thầy muốn cái thất thôi, cái thất là cái như cái tự ở trong Việt Nam làm cái ba anh làm cái ba cái tròi đó tròi mà ở đó. Tịnh tâm thôi chứ không thì bây giờ nó đã lỡ tới đây rồi chứ không đòi hỏi gì thì thấy hay hơn. Bây giờ á như thí dụ như kỳ này nè, mấy cô bên Cali qua rồi nè, là dễ nhất nè, là nữ không à, giao hết cái nhà trong này cho mấy cổ tôi lên đó. Bây giờ kỳ này nha, mấy cô qua có thờ phá tu học đàng hoàng. Như thí dụ như tối là tới giờ thầy trò đàm đạo xong rồi đi ngủ sáng dậy mấy giờ kia là ăn uống. Kỳ này cử người nấu đồ đâu vô đó luôn, ví dụ một người chịu trách nhiệm một loài dọn dẹp, mấy cô tính vậy luôn rồi đó. Là nó từ đó sư bà lớn tuổi thì kỳ này cho sư bà ở phòng rồi nó chứ dễ một mình mấy dân lớn tuổi rồi đi sư bà ở đó rồi bà nhưng mà phải dọn à, dọn mấy chỗ đó xong bà đi bà dắp bà té rồi bà đẩy cái xe bà đi ra nó cũng tiện. Rồi thí dụ như cô Bích á thì cô qua là cô dòm thôi, còn 3-4 cô dòm thì có phòng này nè rồi 4-5 người đó, 3-4 cô lên thì cũng sao tối á mấy cô, mà nếu mà lỡ mà có ngái cũng không được á thì mấy cô thì không qua phòng với bà phòng dưới á, dưới ra cho thuê rồi. Ủa chưa mà phòng ông Thanh bên kia thôi chưa? Mấy công mấy cô ra vô đã nữ ra trong này hết ưu à. Tiên nữ trong cái nhà này hết, cái room đồ trong này à. Này lên lầu cái sleep bag á thổi luôn
Không được, vậy? Không được, nó bị rồi. Không có chỗ đâu mà thổi. Vậy không, dễ lắm. Mấy cô đồ nhỏ con tối nếu mà không ngủ không hồng ra, ở ghế này đựng người nè. Rồi cái ghế bố đó, hai cái ghế bố. Ông nhớ tôi về có hai ghế bố mà. Chơi cái giọng. Giọng nữa, đó cái giọng kia nữa. À, mùa hè này, mùa xuân này. Mùa này nó mát, nó dịu. Còn ngoài vậy cho nó dễ đi, chứ còn có mình là đàn ông mà trong này dầu là mấy cô lớn tuổi hết, nhưng mà thôi để mấy cô cho tự do. Red room đầu mình ngoài kia đó. Thành ra ý tôi nói vậy thì nếu sau này á, sở dĩ trên đó mà làm được một hồng nữa bỏ lớn những biết là nó như vậy đó, là tôi thoải mái luôn, tôi không có dính líu gì, nó tiện. Nếu mà có những cái phát tu mà 5-7 người vậy đó, nhưng mà làm đó thì nó không có nhiêu tiền. Nhưng ông sĩ với ông bao nó làm cúng dường lần cuối cùng trong đời. Hả? Ông sĩ ông phát đại tâm chứ còn con chưa thầy, con chưa phát được. Anh phát nhiều tâm nữa. Tôi hả? Tôi phát không tâm. Ông sĩ thì phát đại tâm chứ tôi phát không anh tiểu tâm được không? Thầy ông kêu qua quét nhưng mà ông cái sân thì tôi làm được. Thằng này nó thay đổi dữ á. Ê, cô hồn này, đừng bây giờ sao mày thay đổi dữ vậy? Đó. Thầy ơi, tao đi làm. Hồi cơ ông hồi tôi thăm lại tôi đó, nói bên chua bầu. Đó, ông kêu qua nữa giờ. Không, đúng 1 giờ, 12:45. Tôi kêu ông với ông qua ăn rồi ông đi về. Ông bây giờ ông cũng đi về sớm chứ lắm. Dạ. Đúng, hôm nay chị đâu có đi làm không? Nó làm không có không? Hôm nay nó có đi làm. Đi ở đây mà. Vậy là một. 12 giờ rưỡi ăn cơm. 12 giờ ăn cơm. 12 ông nói chứ không phải nói gì đâu. Ok, thôi con xin thầy ha. Dạ rồi. Con gọi này cho ông ấy.